Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải làm sao để xác định cái cục nào là phương trình đúng của cái y này. Đây chính là phương trình vi phân Cauchy-Euler. Chúng ta biết đây chính là kết quả của từ phương trình vi phân. Bây giờ chúng ta có thể thấy rõ ở đây họ cho x mũ 1, số 1 nằm ở đây. Và chúng ta biết các hằng số ở đây chúng ta có C1 và C2. Họ đều cho là số 1 hết. Như vậy, ở đây chúng ta có số 1 ở đây và có số 1 ở đây. Tiếp tục, cosine. Kế bên bên trong cosine chúng ta có lnx. Kế bên lnx chính là số 1. Tiếp tục tương tự cho sin, chính là số 1 ln x. Vì đây chính là kết quả của phương trình vi phân, bây giờ mình phải truy ngược lại cái phương trình vi phân. Như vậy, chúng ta có thể thấy x mũ 1 nhân với cục này và cục này. Thì chúng ta sẽ có như sau. C1 x mũ 1 cos của 1 ln x cộng với lại C2 x mũ 1 sin của 1 ln x. Tại sao chúng ta có cục này và cục này? Tại vì đây là số phức, cho nên chúng ta quy đổi ngược lại thì chúng ta sẽ có x mũ 1 cộng với lại 1y. X mũ 1y chính là cos của 1 ln x và sin của 1 ln x, kết hợp của hai phương trình nha. Tại vì nó đó là kết hợp quy kết hợp của hai thứ này thì mới ra cái cục này và cục này. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có hai phương trình, đó chính là n sẽ bằng 1 cộng với là 1y và n sẽ bằng 1 trừ 1y. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có phương trình n trừ 1 trừ 1y nhân với lại n trừ 1 cộng 1y bằng 0. Bây giờ chúng ta nhân ra thì chúng ta sẽ có là n bình phương nè trừ cho n nhân với lại n là bình phương, n nhân với trừ 1 là trừ n. Cái này là 1y n. Tiếp tục trừ n cộng 1 trừ 1y. Tiếp tục trừ 1y n nhân với lại cộng 1y. Và chúng ta có trừ 1y tất cả bình phương. Chúng ta biết rằng y bình phương đó chính là bằng trừ 1. Tại vì sao? Y bằng căn bậc 2 của trừ 1. Khi chúng ta bình phương cho hai vế thì nó sẽ mất căn bậc 2. Đó là lý do chúng ta có cục này. Như vậy, y bình phương sẽ thành trừ 1. Trừ 1 với trừ ở đây thành dấu cộng. Sau đó chúng ta rút gọn lại phương trình lại. Thì chúng ta có cục này thì trừ cục này trừ 1y cộng 1y thì trừ. Như vậy chúng ta sẽ còn lại là n bình phương trừ 2n cộng 2 bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có là n bình phương thì chúng ta sẽ tách ra trừ 2n thành trừ n với là trừ n. Như vậy chúng ta sẽ có là n nhân với lại n trừ 1. Ở đây chúng ta sẽ có trừ n và cộng 2 bằng 0. Sau đó chúng ta nhân cho x mũ n. Như vậy trong trường hợp này, x mũ n nhân cục này chính là x bình phương của
y bậc đạo hàm bậc 2 của y xn nhân với trừ n, chúng ta sẽ có trừ x đạo hàm bậc y số 1 và tiếp tục ở đây chính là 2y bằng 0. Tại vì sao? Khi chúng ta đã cho y bằng x mũ n đạo hàm y phẩy, chúng ta sẽ có n x mũ n trừ 1 và đạo hàm bậc 2, chúng ta sẽ có n nhân n trừ 1 và x mũ n trừ 2. Khi chúng ta thấy cái cục này vào đây thì chúng ta thấy rõ ở đây có x nhân với lại x mũ n trừ 1, nó ra x mũ n, nhưng mà có n ở đây với lại cái dấu trừ ở đây, nó là trừ n, và n trừ 1 thì nó là từ đây. Nhưng mà x mũ n trừ 2 nhân với lại x mũ 2, chúng ta ra x mũ n, nó quay ngược lại ở đây. Như vậy chúng ta cần chọn đáp án là phương trình này, và đó chính là câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.